Hi, xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền Video hôm trước thì mình có chia sẻ và có thông báo cho các bạn về một cái kèo ở sàn Bybit đó là chúng ta đăng ký một cái tài khoản mới ở trên đây á thì mình sẽ nhận được đó là 10 đô nhé và nó sẽ quy trả cho chúng ta bằng cái đồng bit hiện tại thì cái giải thưởng này nó sẽ dành ra là 77.000 đô và được quy trả bằng đồng bit giải thưởng này sẽ được diễn ra từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 28 tháng 4 thì sẽ kết thúc nhé và Hôm trước thì mình có quên nhắc cho các bạn á là những bạn mà sau khi mà chúng ta muốn tham gia cái sự kiện này á, thì mình phải vào trong cái trang ha, cái trang sự kiện của nó để mình tham gia. Bấm vào trong cái phần đường link đăng ký và sau đó thì các bạn sẽ đăng ký tài khoản xong. Và kế tiếp nữa thì mình sẽ bước vào là vào trang sự kiện và đăng ký tham gia thì chút xíu nữa mình sẽ làm lại cái thao tác hướng dẫn đó cho các bạn. Tại vì hôm trước thì có vài bạn nói là đăng ký mà sao không thấy được 10 đô trả bằng đồng biết á, thì mình mới kiểm tra lại thì mình thấy là bị sót cái chỗ cái phần này thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây họ nói rất là rõ nè đăng ký và chia sẻ liên kết Paybit của bạn với bạn bè bạn có thể tìm thấy nó trên trang sự kiện ha phải trên trang sự kiện ha và mời bạn bè đăng ký tài khoản Paybit bằng liên kết giới thiệu của bạn nếu bạn đã chia sẻ liên kết với bạn bè của mình vui lòng yêu cầu bạn bè của bạn chuyển sang bước 2 để đăng ký vậy thì hôm trước mình đăng ký xong á mà mình không có đăng ký trong cái chỗ này không có chỉ các bạn đăng ký chỗ này là ở bước 2 chúng ta chọn vào bấm vào đăng ký ngay bấm vào đăng ký ngay thì nó sẽ hiện ra cái chỗ là giao dịch B2B và lúc đó thì các bạn mới có thể là giao dịch B2B và nó mới tính cho mình ha còn nếu mà không có bấm vào trong cái trang sự kiện không có bấm vào chỗ đăng ký ngay thì nó sẽ không tính ha một chút xíu nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trên điện thoại cho nó dễ hơn ở đây thì mình sẽ chia sẻ lại những cái thông tin của nó nói rất là rõ trên đây nếu mà đọc loáng thoáng là có thể sẽ bỏ qua chỗ này ha rồi cái phần 3 này á là cái bước 3 này đó là chúng ta sẽ KC cái tài khoản của mình bằng chứng minh nhân dân và sau đó thì sẽ giao dịch cái trên cái bhb này với ít nhất là 50 đô thì sau 3 ngày làm việc thì họ sẽ trả về cho chúng ta là 10 đô ha. sẽ được quy ra bằng cái đồng bit này sẽ trả vào trong tài khoản của bạn 10 đô tính bằng đồng bit ha đó là cái sự kiện của nó nó chỉ đơn giản vậy thôi ha bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cái quá trình là đăng ký tài khoản nè rồi à, vào trong trang sự kiện ha vào trong trang sự kiện để mà mình à, tham gia vào trong cái cái sự kiện là đăng ký tài khoản mới và nhận được 10 đô bybit khi tham gia khi tham gia giao dịch trên BHP. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay qua hướng dẫn chi tiết ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào trong cái phần mô tả video này ha Ở đó thì các bạn sẽ bấm vào và nhìn thấy cái đường link mình để cho các bạn ấy tham gia vào trong cái trang sự kiện của nó Rồi bấm vào đó thì nó sẽ hiện ra là cái trình duyệt ha Và chúng ta bấm tiếp nữa Như vậy là mình đã vào được trong phần là tạo tài khoản rồi Ở phần này thì các bạn sẽ nhập vào địa chỉ email nè, mật khẩu nè Mã giới thiệu thì các bạn cứ để nguyên như vậy ha Không cần thay đổi gì hết Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái mã code ha Code nó sẽ gửi về trong mail chúng ta lấy code và chúng ta nhập vào trong đây chỗ này thì mình sẽ chọn là, là, tôi là người mới rồi bây giờ thì các bạn chưa làm vội cái này ha chúng ta sẽ đi xác thực tài khoản này phần này thì các bạn bỏ qua đi rồi chúng ta quay ra ngoài cái phần trang chủ của nó ha ở trang chủ thì mình thấy là mình kéo qua mấy cái tab phía dưới nè tab quảng cáo của nó đấy các bạn thấy mình kéo qua ha? giao dịch B2B bấm vào trong cái phần giao dịch b 2 ha thì ở đây nó nói là mời bạn bè nhận thưởng đồng biết đấy sẽ dành ra được rành ra là 77 ha ở đây thì mình kéo xuống phía dưới nữa nó có ghi rõ là bước 1 là chia sẻ liên kết giới thiệu Bybit của bạn nè rồi mình chọn vào đăng ký ngay ha tại vì lúc nãy mình đã tạo tài khoản rồi bây giờ mình sẽ bấm vào lại đăng ký ngay để mình sẽ chia sẻ cái đường link này cho người khác đó lúc đó thì mới được tính ha rồi đến cái bước này thì bước số 2 thì mình sẽ bấm vào trong cái phần là giao dịch B2B nhưng mà nó sẽ yêu cầu mình là xác thực tài khoản thì để xác thực tài khoản thì các bạn sẽ tải cái app của nó về App Bybit đó, ở trên đầu của nó để chữ Bybit có chữ Get nữa ha Thì bấm vào trong đó thì mình sẽ tự động tải được về thôi Tải về xong rồi mình sẽ xác thực tài khoản ở trên đó rất là nhanh Còn xác thực trên web thì nó sẽ yêu cầu, nó sẽ khó làm hơn Ở à, cái chỗ phần điều khoản và điều kiện này thì bạn đọc kỹ là ha Ai hoàn thành nhiệm vụ trước thì sẽ nhận được thưởng trước Phần thưởng sẽ có À, giá trị đến khi mà hết thời gian tất cả những người dùng phải hoàn thành xác thực KYC cấp bậc đầu 1 người giới thiệu phải hoàn tất ít nhất là một giao dịch B2B mua trước khi giới thiệu người khác tham gia vào nền tảng như vậy thì mình phải thực hiện cái giao dịch B2B trước rồi mình mới giới thiệu cho người khác ha nhưng nếu mà để mình giới thiệu mà mình không có mua thì nó sẽ không có trả thưởng cho mình những người được giới thiệu thành công phải đăng ký thông qua cái trang sự kiện ha nó nói rất là rõ cho đó rồi bây giờ mình sẽ bấm vào get để tải cái app nó về đây là cái app của Bybit chúng ta bấm vào tải về ha tải xong thì các bạn sẽ bấm vào mở ha mở cái app lên để chúng ta sẽ đăng nhập tài khoản của mình rồi mình sẽ vào đăng nhập tài khoản lại đã vào được trong tài khoản rồi thì mình sẽ bấm vào để mình bắt đầu đi xác thực tài khoản đây các bạn thấy cái phần là xác minh nhân tính không chưa được xác minh đấy thì mình sẽ bấm vào trong đó ha bấm vào đó để bắt đầu đi thực hiện quá trình xác minh tài khoản của mình chuẩn bị trước là một chứng minh nhân dân nha ở đây nó sẽ yêu cầu chúng ta là giấy tờ tùy thân nè rồi uh, selfie ha chọn vào Việt Nam ha à, mình sẽ sao mình sẽ chụp cái mặt trước của chứng minh lên rồi tải tài liệu lên bây giờ sẽ chụp mặt sau của chứng minh cũng tải tài liệu lên luôn kế tiếp là chúng ta sẽ selfie ha selfie cái gương mặt của mình đấy thì mình cứ đưa vào trong cái vòng tròn của nó. Ok, như vậy là xong ha. À, bây giờ thì mình đợi khoảng tầm 1 đến 2 phút á là nó sẽ có gửi mail thông báo cho mình á là cái quá trình xác thực tài khoản. Như thế nào nó sẽ gửi về đó và thông báo cho mình biết. Nếu mà xác thực thành công á thì nó sẽ đánh dấu tích màu xanh và các bạn sẽ quay về trang uh, trang chủ ha. Chờ chút xíu. Cái này xác thực rất là nhanh. Đã có mail xác thực danh tính xong rồi Như vậy là đã được phê, phê duyệt rồi. Và bây giờ chúng ta đã xác thực thành công rồi. Bắt đầu là chúng ta sẽ tiến hành cái bước là giao dịch B2B ha. Giao dịch là 50 đô. Để đủ điều kiện nhận thưởng 10 đô từ sàn Bybit. Rồi đến bước này thì nó sẽ yêu cầu bạn là xác thực Google luôn. gọi à, là bảo mật đấy. Thì các bạn bấm vào ha. Để mình cài đặt bảo mật 2FA. Tại vì á, nếu mà không có một cái bước bảo mật cao hơn á, là sau này giao dịch nó không có cho thí dụ như chút xíu nữa mình sẽ giao dịch BHP nè nếu không có bước này là nó không cho mình ha đây nó sẽ gửi một cái code về mail mình nhập vào và bấm vào tiếp tục ở cái phần sau chép khóa này các bạn lưu ý à, à cái khóa này rất là quan trọng các bạn không có chia sẻ cho người khác ha lý do mà mình à, tô mờ cái khóa này đi nó là như vậy đấy không để cho người khác biết ha biết là có thể là sẽ bị hết tài khoản ấy rồi vào trong cái Google Authent á, ở đây thì mình sẽ chọn là nhập chi tiết tài khoản rồi chọn vào tài khoản Bybit nè rồi phần phía dưới sẽ là khóa đấy cái khóa lúc nãy mình copy bên kia bây giờ mình sẽ qua đây mình dán ở bên đây á. dán vào đây rồi nhấn vào thêm bây giờ mình nhớ cái con số bên kia ha mình sẽ sang đây mình nhập số đó thì nó sẽ đổi là 30 giây đổi một lần rồi như vậy là mình đã xong và bây giờ nó yêu cầu mình là đăng nhập lại tài khoản ha như vậy là đã đăng nhập tài khoản thành công rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi mua giao dịch B2B ha. Giao dịch B2B với cái đơn hàng là 50 đô. Rồi các bạn sẽ bấm vào trong cái phần là cổng Fiat ha thì sẽ hiện ra phương thức thanh toán là B2B á. b giống thế này ha. Nếu mà có ai chưa có cái Việt Nam đồng thì mình sẽ bấm ở trên để mình chọn lại là tiền tệ là Việt Nam đồng ha thì nó sẽ hiện ra giống như của mình ở đây. Ở đây thì mình sẽ chọn là giao dịch ấy, thương gia uy tín là có chỉ số đánh giá là 99%. Các bạn thấy mà những người nào mà dưới 90% á, thì mình không nên giao dịch với những người đó. Phải trên 90% nha. Ở đây mình sẽ giao dịch với lại cái người đầu tiên ở trên. Mình thấy đạt là 99%. hai 1 hai lệnh giao dịch mình sẽ mua với cái số tiền là 1 triệu 200 ha. 1 triệu 200 thì sẽ được khoảng tầm 51 đô rồi mình bấm vào mua và ở đây các bạn thấy là nó sẽ hiện ra là cái số tiền mình cần thanh toán, cái đơn giá mình mua và tổng khối lượng mình nhận được là 51 đô. Rồi cái mã lệnh nha các bạn lưới rồi chúng ta hãy sao chép cái mã lệnh này ra ngoài tin nhắn ha để chút xíu đó mình chuyển tiền á là mình sẽ copy cái mã lệnh này đưa vào trong cái phần nội dung ha. Nếu mà thấy ổn rồi đây thì các bạn sẽ bấm vào cái phần là thanh toán ngay phía dưới ha mỗi một loại giao dịch như vậy thì nó sẽ có là 15 phút ha, trong vòng 15 phút nếu mà không giao dịch thì nó sẽ hủy á. rồi anh bấm vào thanh toán ngay mình sẽ đi chuyển tiền ha thì chuyển tiền nó sẽ có cái phần như vậy mình sử dụng là tới công bằng à, nhập đúng những cái thông tin như vậy ha rồi mình vào trong cái phần mà uh, chat để mình up cái biên lai like chuyển tiền lên ha vào trong phần chat ở đây nè rồi chọn up biên lai like chuyển tiền lên đấy nhà mình cẩn thận như vậy ha để cho bên kia người ta xem là mình đã chuyển tiền rồi để họ mở khóa cái số đô mà mình mua ở trên đó. Thì các bạn chờ tầm chút xíu, khoảng 1 2 phút gì đó họ kiểm tra được tiền nó vào trong tài khoản của họ đấy. Thì họ sẽ mở khóa cho mình ha. Sau khi mà mình đã mở khóa thành công thì nó sẽ hiện ra cái số dư trong ví như thế này ha. Mình mua được 51 đô nha. Và 51 đô này thì một triệu. Và bây giờ thì các bạn có thể giữ ở trong đây chờ nhé chờ 3 ngày sau á là mình sẽ nhận được 10 đô đồng bit. Lúc đó các bạn có thể bán và rút ra 10 đô kèm với lại cái 51 đô ở đây. Còn không thì chúng ta sẽ đi mua một cái đồng coi nào đó thì mình thấy mình thích mình mua đồng nào. Ví dụ như đây mình sẽ chọn cái đồng là FTM ha để mua. Thì mua đồng FTM. À giá của nó hiện tại là 1.57 đô cho một FTM ha. Mình sẽ mua tầm khoảng 10 đô. 10 đô thì tính ra khoảng được 7 đồng FTM ha mình nhập vào 7 đồng ha và mình thấy giá nó tụt xuống xíu để mình chờ chút nữa rồi bấm mua luôn vậy là mình đã thực hiện lệnh mua cái đồng FTM thành công mình mua 7 đồng nhé và kiểm tra bên cái phần tổng quan tài sản spot thì sẽ nhìn thấy ha FTM mình đang có là 6.99.99 con như vậy thì nó sẽ trừ phí nó không còn là 10 không còn là 7 con nữa mà 6.99 ha và như vậy là mình cũng mới vừa hướng dẫn cho các bạn xong cái cách tham gia sự kiện ở trên sàn Bybit để mà nhận được à, 10 đô cái đồng Bit. Ở trên đây thì nó còn rất là nhiều sự, những sự kiện khác nữa, các bạn có thể bấm vào trong đây để xem ha. Nó còn rất là nhiều sự kiện khác nữa, chúng ta có thể là tham khảo ở đây. Đây này nó còn nhiều sự kiện khác nữa, các bạn thấy làm được cái sự kiện nào thì chúng ta sẽ tham gia vào trong sự kiện đó. Cái video mình hướng dẫn cho các bạn cũng khá là đầy đủ và chi tiết rồi và cũng đã nói rõ luôn là cách thức tham gia thế nào rồi bây giờ các bạn sẽ thực hiện theo ha và chờ nhận được 10 đô cái đồng bit này à, với cái kẹo này thì nó có thời hạn đến ngày 28 của tháng 4 là kết thúc nên các bạn có làm hoặc là chia sẻ cho bạn bè của mình đó thì các bạn sẽ làm nhanh ha chắc chắn là các bạn sẽ nhận được 10 đô đồng bit này nếu mà các bạn có nhận được 10 đô đồng bit này đấy thì các bạn sẽ để lại cái phần bình luận ở video này để thông báo cho tất cả các bạn bè của chúng ta ở trên YouTube á, cùng biết và cùng làm theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những kèo kiếm tiền kế tiếp.